Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, hen suyễn là một căn bệnh về hô hấp mãn tính phổ biến có xu hướng ngày càng gia tăng với tỷ lệ tử vong cao. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính hiện có khoảng 300 triệu người mắc hen suyễn trên toàn cầu, và đến năm 2025 con số này sẽ tăng lên 400 triệu người. Và xu hướng hiện nay là dùng đông tây y kết hợp để kiểm soát hen suyễn. Chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là không còn hen suyễn nhờ đông tây y kết hợp. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh để hiểu rõ hơn. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Vâng ạ, thưa bác sĩ, và trước hết xin kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình ngày hôm nay nhé. Em mời anh Dung. Cảm ơn em. Dạ, xin mời. Em biết không, Nghĩa thông minh, lanh lợi, dạ, tháo vát trong công việc lắm nha. Dạ. Hôm rồi Nghĩa có gửi cho anh tấm hình về em. Nhìn trong tấm hình em á, thấy cứng cáp mà sao ngoài đời. Nhìn em trẻ trung, nhẹ nhàng, dịu dàng. Thì bây giờ anh nói em mới biết, chắc là tại vì em chụp hình không ăn ảnh, cho nên nhìn thấy em già và em cứng hơn ở ngoài. Chính vì vậy mà em ế. Chính vì vậy mà em ế. À, em bị giả lây á hả? Dạ. Mà thật ra anh cũng 60 rồi còn gì. Hay... Anh uống nước đi anh. Anh có sao không vậy anh? Anh không sao. Anh ơi, anh bị sao vậy? Anh có sao không anh? Anh ơi, anh đừng có làm em sợ nha. Em gọi điện cấp cứu nha anh. À, không, 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 không. Anh quen. Trời ơi. À, trời. Không có được rồi, cái kiểu này là mệt lắm luôn đó. Thôi, để em kêu một liều. Anh quen. Cái gì vậy chị? Trời, anh Bình, cái anh gì sao vậy? Anh không có vấn đề gì về phổi hết á. Anh chỉ bị hen suyễn thôi. Thôi em biết rồi. Cái bệnh này là ổng bị mãn tính luôn đó chị. Trời ơi, là ngày, hết hồn mà. Ngày nào đi lên làm việc á, rồi trước sau giờ ổng cũng bị lần vậy đó. Đợi đi, để em chạy ra mua một liều thuốc tây uống vô là hết liền à. Rồi. Thuốc tây anh uống mỗi ngày, không có ăn thua gì hết á. Như vậy có nghĩa là cái thuốc tây mà anh đang dùng á có thể là chưa đúng liều, chưa đúng cách. Bị mãn tính rồi em ơi. Anh cần phải nên đi khám bác sĩ để đánh giá lại bệnh, để mình kết hợp đông tây y chữa trị cho dứt điểm cái bệnh này của anh luôn. Phải kết hợp như vậy chứ, không lẽ bây giờ anh cứ nói một câu là anh bằng lòng hay anh chấp nhận cái số phận bệnh hen suyễn của anh sao được? Xa vời, xa vời. Xa vời kìa. Thuốc tây trị không có hết nữa, đông tây y phối hợp nghe sao nó xa vời quá. Dạ đúng, khi mà mình nghe nói là đông y mà có thể chữa trị được bệnh hen suyễn hơi lạ đúng không? Bây giờ nè, mời sếp ha, rồi sẵn mời chị luôn. Nghe bác sĩ tư vấn cái cách để chúng ta kết hợp của đông tây y chữa trị bệnh hen suyễn này như thế nào, để sau này lỡ như mình có bệnh nên mình biết rồi mình chữa hả chị? Dạ, mời anh chị nghe bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh hen suyễn thường được hiểu là khó thở, kéo dài, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm. Xin bác sĩ giải thích rõ hơn cho quý vị khán giả được hiểu thực chất bệnh hen suyễn là gì và triệu chứng của bệnh này như thế nào ạ? Bệnh hen suyễn là một cái bệnh đường thở của mình, đường hô hấp của mình. Khí quản, phế quản nó bị viêm mãn tính và nó làm cho cái tình trạng co thắt, tạo nên những cái luồng không khí không đều là một. Thứ hai là khí nó không lưu thông đúng theo cái hít thở của mình được, và nó ứ khí ở trong làm cho bệnh nhân khó thở. Chính vì đó mà nó tạo nên những cái sự co thắt phế quản, nó làm cho tình trạng bệnh nhân bị triệu chứng giống như khó thở kiểu như rồi có khò khè. Thứ hai là đờm tiết liên tục, bệnh nhân phải nhiều khi đang nằm ngủ phải giật mình thức dậy ngồi dậy thở. Bởi vì cái cơn đó thường nó gặp vào những lúc giữa đêm hay gần sáng, lúc mà thời tiết nó thay đổi. Nhớ có nhiều cái trường hợp nếu mà không được cấp cứu kịp thời á thì có thể tử vong á. Số người dùng thuốc xịt nhai nhưng hiệu quả không có, người ta phải vô bệnh viện cấp cứu, tiếp thuốc vào xong hẳn khí vô, rồi khí dung vô trong phổi á thì nó mới giãn được cái phế quản, lúc đó thì nó mới bớt được cái cơn hen cấp cứu. Thưa bác sĩ, có nhiều bệnh nhân hen suyễn sử dụng dạng thuốc xịt nè hoặc là thuốc hít để mà cắt cơn và dự phòng, tuy nhiên các cơn cấp thì vẫn xuất hiện. Để khắc phục được những tác dụng phụ thì xu hướng hiện nay là người ta sử dụng đông tây y kết hợp. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn để các bệnh nhân có thể hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị hợp lý Trong điều trị của hen thì người ta có những cái khuynh hướng như là thuốc giãn phế quản, thuốc kháng viêm này,
và nếu có nhiễm trùng thì đánh kháng sinh. Thứ hai là ta chữa chữa nguyên nhân, như viêm phổi hay là nguyên nhân do dị ứng thì người ta tìm những cái thuốc để chống chữa nguyên nhân. Rồi thứ ba là ta dùng những cái thuốc để ta ngăn ngừa những cái biến chứng của hen phế quản, giống như là tâm phế mãn, khí phế thủng, nghĩa là ta ngăn ngừa những cái biến chứng của hen phế quản. Trong điều trị mà triệu chứng á, thì người ta sẽ dùng những cái thuốc xịt, hiệu quả rất là tốt. Thật sự thì TI điều trị cái này thì tương đối tốt. Okay, nhưng mà đi bên cạnh đó, dĩ nhiên khi mà corticoid vô người thì nó có những cái tác dụng phụ của corticoid, thì nó làm cho cái tim nó bị hồi hộp nhiều hơn, làm cho cái toát mồ hôi nhiều hơn, hoặc là bệnh nhân hay bị run tay, bệnh nhân cảm giác rối loạn về cái co thắt của mạch máu vậy đó, thì nó làm cho bệnh nhân mệt mỏi mệt. Thì người già hoặc là người ta không hiểu được cái cách hướng dẫn của mình lắm á, thì người ta sẽ làm sai và thuốc nó sẽ ứ động ở cái họng, và một số trường hợp gây viêm họng, gây ngứa họng thường xuyên, và nó gây tình trạng bị họng mãn cũng rất khó chịu. Khi mà kết hợp thuốc đông tây y vô thì nó giúp chữa được nguyên nhân, thì nó cũng làm giảm phế quản được, làm giảm bớt cái tần số của những cái cơn khó thở cấp, bớt được những cái tác dụng phụ của thuốc tây, thì giúp đó nó cũng giúp cho cái tác dụng phụ nó bớt đi và cái hiệu quả điều trị nó vẫn an toàn và giúp cho bệnh nhân tốt hơn. Đông y thì có những cái nhiều thuốc chữa về đường hô hấp của đông y lắm, ví dụ như collagen, nó có tác dụng tốt trên cái bệnh lý hen phế quản, nó được kháng viêm nè, giảm phế quản nè, đồng thời nó bớt đờm, tạo ra những cái chất mà làm gọi là antioxidant, nó chống lại những gốc oxy hóa mà không tốt á, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng mà tổn thương những thành của phế quản đó, nó bớt đi. Collagen nó cũng giúp giảm bớt cái đờm, cái cơn khó thở lên bệnh nhân cũng sẽ giảm đi. Mà người ta truy trích được những cái chất như alpha beta amirin trong cái lá hen để nó làm cho giãn phế quản, kháng viêm, rồi đồng thời nó chống lại những cái chất mà gây tình trạng tổn thương. Đồng thời trong một cái sản phẩm đa số người ta có kết hợp hai ba thứ lại. Cốt khuy củ thì nó có tác dụng kháng viêm, đồng thời kết hợp với hai cái chất mà chống oxy hóa tốt, đó là alpha lipoic và cái L-carnitine, thì hai cái đó nó giúp cho có gốc oxy hóa ở trong phế nang hoặc phế quản để mà nó làm cho cái đường hô hấp nó không bị hư nữa. Thì cái đó cũng là cách để người ta tăng cường cái điều trị về nguyên nhân cũng như về cái cơn hen phế quản. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi của khán giả Trần Minh Phụng, 65 tuổi ở Ninh Thuận, chia sẻ rằng: tôi bị phổi tắc nghẽn 5 năm nay, tôi hiện đang dùng tây y nhưng muốn dùng thêm đông y để nâng cao hiệu quả điều trị, thì có dùng được những sản phẩm chiết xuất từ lá hen, ý kiến của bác sĩ như thế nào ạ? Giờ bệnh phổi tắc nghẽn thì cái cơ chế nó cũng gần giống với là hen. Đầu tiên là phải cố gắng bỏ thuốc lá, hoặc là một bệnh lý mãn tính ở bộ phổi nó cũng gây bệnh phổi tắc nghẽn, thì cố gắng loại trừ nguyên nhân đó trước. Mình sẽ dùng thuốc điều trị hen nhưng mà kết hợp với thuốc đông y từ lá hen, như cũng giảm đờm, giảm ho và ngăn ngừa được những cái cơn khó thở cấp. Vâng, thì đó cũng làm cái điều trị tương đối hiệu quả và nó ít tác dụng phụ. Thuốc để điều trị về bệnh hen phế quản thì mình nghe quảng cáo rất là nhiều, dùng sản phẩm có chiết xuất từ lá hen kết hợp với tân dược á, thì mình nên, nó sẽ phòng ngừa được tái phát đợt cấp. Đồng thời nó, nếu điều trị tốt thì bác nên dùng khoảng chừng 3 đến 6 tháng để cái hiệu quả nó đạt được tốt hơn và nó bền vững hơn. Tuy nhiên nếu mà để mà điều trị cho hiệu quả thì mình nên chọn một cái sản phẩm nào mà nó có uy tín, từ nhà sản xuất uy tín, đồng thời được cấp phép của Bộ Y tế, thì nó giúp cho cái người điều trị an tâm hơn và nó đem lại hiệu quả tốt hơn cho người bệnh. Lời khuyên cho người bị hen suyễn: để giảm nhanh đạm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và ngăn ngừa biến chứng, thường xuyên tái khám và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng, tập các bài phục hồi chức năng đường thở, giữ ấm cổ và ngực, môi trường sống trong lành, không khói bụi. Nên sử dụng sản phẩm chiết xuất từ cao lá hen giúp 96,7% người dùng giảm nhanh đàm ho, khó thở, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Nam California và Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, đăng trên tạp chí Thư viện Y khoa Hoa Kỳ. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ vô cùng hữu ích về căn bệnh hen suyễn và cách thức để điều trị. Và bây giờ quay trở lại với tiểu phẩm, không biết là các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trời ơi, hay ghê không? Mới nghe bác sĩ tư vấn thôi mà anh tỉnh liền đó. Nghe bác sĩ tư vấn xong, tự nhiên thấy người nó hơi khỏe khỏe lại một chút. Dạ. Đúng là bấy lâu nay á, anh dùng cái thuốc tây á không đúng cách, cứ mua về dùng hết năm này qua tháng nọ, căn cứ theo cái to đó mà dùng thôi, thấy không? Rồi không có đi kiểm tra định kỳ lại cái bệnh mình, cho nên bây giờ nó phát đi phát lại hoài. Hồi nãy có nghe bác sĩ tư vấn nói không, tây y nè kết hợp lại chế phẩm đông y từ thảo dược đó sẽ điều trị được cái kiểm soát hen suyễn nè, rồi điều trị những bệnh hô hấp về mãn tính nữa kìa. Hay quá đó anh. Khi chúng ta mà sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ này nè, chúng ta cần phải coi rõ là cái cơ sở sản xuất đó nó có uy tín hay không, có được Bộ Y tế cấp phép hay không nữa. Chứ nếu mà mình sử dụng bậy bạ lỡ nhầm thuốc giả hay thuốc không có đúng chất lượng này kia, tiền mất tật mang như chơi. Đúng rồi, em nói đúng á. Nhưng mà em, bây giờ cái sản phẩm đó mình muốn tìm mua để mình uống á,
mình tìm ở đâu? Yên tâm, em có sẵn luôn. Trời ơi, đừng nói là đây qua đây bị lây nha. Không có, hèn xuyển không có lây. Dạ đây. Này, đây là sản phẩm được chiết xuất từ cao lá hèn, giúp cho 96,7% người dùng là giảm ho nè, giảm đàm nè, giảm khó thở nè, giảm tần suất đợt cấp và biến chứng của hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD. Hay quá. Đã được chứng minh lâm sàng và đăng trên tạp chí y khoa Hoa Kỳ luôn đó anh. Rồi rồi, hay quá. Dạ. À mà em, mình dùng sản phẩm này nè thì bao lâu mình mới biết được cái bệnh của mình thuyên giảm? Từ 5 đến 7 ngày thôi là đàm loãng ra, sau đó là tăng ho để tống đàm ra ngoài. Dạ, sau khi dùng khoảng 30 ngày thì sẽ giảm đàm ho, giảm khó thở. Và nếu như mà mình dùng từ 3 đến 6 tháng á thì coi như là không có tái phát. Ôi ôi, hay quá. Nè, mà tại sao em biết sản phẩm này? Trước đây á là bạn gái của em cũng bị bệnh phổi tắc nghẽn. Cũng giống như anh vậy nè. Rồi bây giờ là không biết ho là cái gì luôn. Bữa nay anh đến nhà em nè, anh vừa được cái sản phẩm này mà vừa được có người yêu nữa. Ủa, ai là người yêu của anh vậy anh Bình? Em chứ ai. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau được phát sóng vào khung giờ 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.